Chào mừng các bác đến với cửa hàng đồng hồ cổ Vang Vọng. Tiếp tục cập bến những cái mẫu đồng hồ rất là đẹp để giới thiệu luôn cho các bác luôn. Trong video hôm nay thì em đang có sẵn 4 thương hiệu khác nhau. Em sẽ giới thiệu sơ qua chi tiết từng thương hiệu một, từng chiếc một, và sẽ báo cái tầm giá để các bác biết được cái tầm giá để mình sở hữu nhá. Rồi, nói chung là khi đi sưu tầm thì bác nào cũng muốn sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ côn cổ phải đẹp này, phải zin này, hoạt động chuẩn này, tiếng chuông hay, và quan trọng hơn hết là giá cả phải tốt, đúng không các bác? Rồi, hôm nay thì sẽ có một số chiếc giá rất là hợp lý để các bác sở hữu đấy ạ. Trong video đầu tiên thì em xin được gửi tới các bác đó là một chiếc ô đồ thuộc đời máy 57 các bác nhá. Một chiếc 57 thùng sồi chạm bông hoa, sở hữu một cái phần mặt số hình chữ nhật các bác ạ. Rất là độc đáo, đúng không các bác? Các bác thường hay xem những chiếc mặt bát giác, đúng không các bác? Rồi, bên dưới chúng ta sẽ có một phần kính tráng gương, có hai đôi cánh ở bên này. Rồi bên trong nữa chúng ta sẽ có một cái phần quả nắc mạ chrome, nắc cái nắc bắt quái các bác ạ. Một chiếc 57 zin nguyên bản toàn bộ luôn các bác nhá. Mặt số này thì em nhận xét nó còn đẹp trên 97-98%, tự các bác có thể nhận xét, đúng không ạ? Tên logo thương hiệu Odo đặc trưng đời 57 này. Đấy, dòng chữ bên dưới Made in France thể hiện đây là một chiếc đồng hồ sản xuất tại Pháp. Một cái phần quả nắc bắt quái chrome phải nói rất là sáng, đúng các bác. Đấy, ốc ác phụ kiện đầy đủ. Rồi, đây sẽ là bộ gông của chiếc 57 các bác nha. Bộ gông 121 gông thép các bác ạ. Để em thử luôn cái giọng các tiếng chuông. Trước khi tiếng chuông thì chúng ta sẽ xem qua bộ máy nha. Tất nhiên rồi, đời máy 57 hay 62 đều sở hữu cái bộ máy 3 vách hoa dâu, và đây là cái bộ máy zin nguyên bản toàn bộ các bác ạ. Bây giờ em sẽ thử qua một chút về âm thanh tiếng chuông mà chiếc 57 này sở hữu. Đúng là ô đồ khác, đời ô đồ 57 máy vát vò vuông, đúng các bác. Tiếng chuông đi ra rất là chắc tiếng, tròn tiếng, độ ngân nga rất là hay. Ô đồ mà các bác không chê đâu. Đã chơi âm thanh hoặc là chơi tiếng chuông thì các bác phải chơi ô đồ. Đây là cái điều hiển nhiên các bác nhá. Với cái mã số là 3761, chiếc đồng hồ này đang có mức giá là hơn 20 triệu một chút thôi. Rồi, các bác đừng vội tắt video nha. Các bác bây giờ em sẽ giới thiệu cho các một số mẫu tầm 6 triệu nha. Rồi, 6 triệu thì em đang có hơn 6 triệu một chút thôi các bác nhá. Em đang sở hữu chiếc Kenizer thùng dài. Một chiếc đồng hồ rất là đẹp luôn, của người Đức các bác ạ. Thiết kế thùng dài. Ở đây em sẽ có một chiếc Kenizer sở hữu một cái phần mặt số tròn lên tới 20,5cm các bác ạ. Chủ yếu các bác thấy những cái phần mặt số tròn chủ yếu là 18 thôi, đúng không ạ? Đây sẽ sở hữu một phần thùng được chạm bông đào trực tiếp này. Những cái phần bông hoa chạm trực tiếp trên phần cánh hai bên này các bác này, rất là tỉ mỉ và cực kỳ đẹp luôn. Trên đỉnh thế các bác này, những cái nét chạm rất là thô sơ nhưng nó đem lại cái sự sinh động cho cái thiết kế bên ngoài, đúng không các bác? Ngoài ra bên dưới chúng ta sẽ có một thêm, đó là một cái phần kính rào các bác nhá, được ghép từ những cái mảnh kính mài viền nhỏ tạo hình rất là đẹp cùng quả nắc tròn. Nắc tròn thì sẽ đi với mặt tròn, cái điều hiển nhiên, đúng không các bác? Phần đế sẽ được thiết kế xếp chồng rất là cân đối cho thiết kế của chiếc đồng hồ các bác ạ. Đây cũng là một chiếc đồng hồ Kenizer zin tuyệt đối các bác nhá. Mặt số chạy tia quá xuất sắc luôn. Nền trắng bạc chảy tia, nền vàng này, niềng vàng các bác nhá. Khi các bác nhìn ở những góc độ chiếu khác nhau, chúng ta sẽ có những cái phần chảy tia ánh bạc khác nhau. Rồi, bộ kim đặc trưng. Phụ kiện bên dưới đầy đủ các bác nhá. Đã là Kenizer thì chúng ta sẽ có một cái bộ gông có thêm một thanh gông đồng bạch các bác nhá, để bên điểm giờ giúp cho cái tiếng chuông nó tốt hơn. Máy của chiếc đồng hồ Kenizer này em đã xét được còn đẹp trên 95-96%, rất là vàng luôn. Đây, đây sẽ là củ công các bác nhá. Có tên logo thương hiệu này, có biểu tượng thương hiệu bên trong này. Và bây giờ sẽ được thử qua một chút về âm thanh tiếng chuông mà chiếc Kenizer này chơi lên.
Tiếng chuông rất là tốt đúng không các bác? Nổi tiếng mà các bác, Kennizer lúc nào cũng cho chúng ta cái phần tiếng chuông rất là chắc tiếng, độ trầm rất là tốt luôn. Với cái mã số là 4324 các bác nha. Đây là một chiếc Kennizer chắc chắn là nhiều bác không gọi điện kịp cho em là các bác sẽ bỏ lỡ chiếc đồng hồ này đấy ạ. Rồi, tiếp tục ở đây em đang có một chiếc số nổi vàng. Nhắc tới số nổi vàng đẹp thì chúng ta phải nhắc tới thương hiệu nào? Đó là thương hiệu Verdeck của Pháp các bác nha. Một mẫu thiết kế thùng vân sồi, đây là thiết kế vân gỗ sồi, bông lúa mạch trùng hoa. Đây có thể nói một cái mẫu thiết kế nổi tiếng giúp cho thương hiệu Verdeck tạo nập cái sự nổi tiếng của mình. Kiểu dáng thùng thiết kế bẻ cánh cong này, nhìn nó rất là sang và điệu đúng các bác, nhưng không thiếu đi cái phần cổ điển và sang trọng. Đây sẽ là những cái phần bông lúa mạch này, trùng hoa này, rất là dài các bác nhá, gần 2 găng tay của em đấy ạ, đối xứng hai bên cánh thùng. Phần này sẽ là phần cánh cong hai bên đây. Chúng ta sẽ có những cái phần vân gỗ sồi ghép đối xứng một cách tỉ mỉ và chuẩn xác từng mm một luôn các bác nhá. Trên đỉnh này, bên dưới cũng thế các bác này. Đó. Rồi, kính cong mo tạo độ sâu cho phần mặt số nổi vàng. Tí nữa vào bên trong nhìn cho nó kỹ các bác ạ. Bên dưới chúng ta sẽ có một cái phần kính họa tiết hoa văn vàng và cùng quả nắp tròn vàng ở bên trong. Đây. Vào bên trong luôn các bác nhá. Zin tuyệt đối luôn. Giấy tờ bên dưới đầy đủ này. Liên cái bộ mặt số này thì em nhận xét là còn đẹp trên 96-97%. Nền thì quá là sạch sẽ đúng không các bác? Chúng ta sẽ có những cái bộ số nổi vàng kim loại các bác nhá. Chân cài chứ không phải là số nổi dính như một số chiếc các bác hay sở hữu những chiếc ô đồ nội địa này. Đấy, và đây là số zin các bác ạ, chứ không phải là những cái số mà được làm lại như những cái mặt số nội địa mà các bác đang sử dụng nhá. Kim đặc trưng thương hiệu Verdeck này, logo thương hiệu Verdeck này. Bây giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Made in France thể hiện đây là một chiếc đồng hồ Verdeck được thiết kế và sản xuất tại Pháp các bác ạ. Phụ kiện bên dưới đầy đủ này, nắp tròn, khóa gông, bảng tên này. Đấy, bảng tên này các bác này, không thiếu luôn các bác nhá. Với cái bộ máy vách đồng máy 37 thì đây là một bộ máy em nhận xét nó còn đẹp trên 94-95%. Gông chữ T đặc trưng của thương hiệu Verdeck luôn. Bây giờ em sẽ thử qua một chút về âm thanh tiếng chuông nhá. Rất nhẹ nhàng và ngân nga đúng các bác, đặc trưng của thương hiệu Verdeck. Rồi, đây là tiếng chuông của một chiếc đồng hồ Verdeck số 13. Và tất nhiên rồi, làm gì thì làm thì các bác cũng biết rồi, giá đồng hồ cũng có giảm nhẹ đúng các bác. Nhưng đối với những chiếc đồng hồ đẹp, những chiếc đồng hồ Verdeck số 13 như trước này thì mức giá vẫn được giữ nguyên, gần như là giữ nguyên như trước, chỉ giảm một chút thôi các bác nhá. Với một chiếc Verdeck số 13 với mã số là 4285, em đang giao lưu với mức giá hơn 14 triệu một chút thôi. Và cuối cùng trong video này em sẽ gửi tới các bác đó là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu FFR, một mẫu thiết kế rất là gọn đẹp xinh, số nổi luôn các bác nhé. Thiết kế thùng sồi rất là cổ điển luôn, hai bông đào đính điểm hai bên này, mặt số bát giác nằm này, số nổi luôn các bác ạ. Kính dưới họa tiết này cùng quả nắp trắng, nhìn cực kỳ là gọn đúng các bác. Những bác nào không gian hạn chế mà muốn thay chiếc đồng hồ pin của mình bằng một chiếc đồng hồ côn cổ có tiếng chuông nhạc thì đây là một chiếc đồng hồ rất là phù hợp để các bác sở hữu, thay thế vào cái góc của các bác đang treo đồng hồ pin các bác ạ. Vẫn là một chiếc FFR zin nguyên bản toàn bộ. Đấy, tất cả mọi chiếc đồng hồ bên Hoàng Vọng đều là zin hết. Một cái phần mặt số ấy nhận xét đẹp trên 90%, có một chút cái vết thời gian đây các bác này. Đấy, chỉ thẳng cho các bác luôn. Rồi, tên logo thương hiệu FFR này nổi bật đúng không ạ? Bộ số nổi đen nổi bật này, thông số made in France này, bộ kim mắt ngỗng đặc trưng của thương hiệu FFR này. Bên dưới chúng ta đầy đủ phụ kiện nhau các nhá. Nắp này, ốc chống hai bên, công thép luôn. Đối với FFR thì chúng ta sẽ có một cái bộ máy hoạt động rất là chắc tiếng luôn. Máy của chiếc này đẹp trên 92% các bác nhá. Rồi, củ công đây, đây là củ công thép có chuyện logo đầy đủ. Bây giờ em sẽ thử qua một chút về âm thanh nhá. Âm thanh của FFR lúc nào cũng rất là trong tiếng các bác ạ.
nhỏ gọn nhưng mà tiếng chuông rất là tốt đúng không các bác? Đặc trưng FL, tiếng chuông rất là trong và cái độ vang cực kỳ là cao luôn. Đó. Với một chiếc FL có mã số là 4313, em giao lưu với mức giá hơn 7 triệu một chút thôi. Rất là dễ để các bác sở hữu đúng không ạ? Rồi. Vừa rồi là 4 chiếc đồng hồ em vừa cập bến, toàn là những chiếc rất là đẹp, được Vòng Vọng cam kết không zin, hoàn tiền 100% này, bảo hành 3 năm để các bác yên tâm sử dụng. Bác nào quan tâm thực sự đến chiếc đồng hồ nào thì các bác đọc giúp em cái mã số và liên hệ theo số điện thoại 0912 011947. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.